Thưa quý vị, sau lễ khai giảng ngày 5 tháng 9, học sinh trên cả nước đã bước vào tuần học đầu tiên của năm học mới 2020-2021. Đặc biệt hơn thì đối với các em học sinh lớp 1, năm nay là năm học đầu tiên áp dụng chương trình phổ thông mới. Với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học, thì các em học sinh lớp 1 vẫn phải tham gia học trực tuyến nhằm duy trì tiến độ học tập. Điều này thì khiến không ít phụ huynh băn khoăn lo lắng khi mà giai đoạn chuyển tiếp từ mẫu giáo lên đầu cấp tiểu học là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với trẻ với bao sự bỡ ngỡ. Chưa bao giờ các thầy cô giáo và phụ huynh lại phải nỗ lực nhiều đến như vậy để có thể đồng hành cùng với các em học sinh lớp 1 tự tin tiếp xúc với môi trường học tập mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Cho Ngày Mới. Cô chào tất cả các con nha. Rồi tối hôm nay là cô và trò chúng ta lại gặp nhau rồi đó. Nội dung của cái buổi giao lưu tối hôm nay là gồm có các nội dung sau. Nội dung thứ nhất là các con sẽ nghe cô phổ biến về cái nội quy lớp học. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về sách giáo khoa và các môn học học ở lớp 1. Và nội dung thứ ba là cô sẽ hướng dẫn các con cách cầm bút như thế nào là đúng. Các con đã rõ chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất. 7 giờ tối, những tiết dạy đầu tiên của năm học mới, với học sinh mới, sách giáo khoa mới và phương pháp truyền dạy cũng mới, khiến cô Trần Thị Hiền có cảm xúc đặc biệt hơn so với những năm học trước. Để có thể truyền đi sự hứng khởi qua tiết dạy online như thế này thật sự không dễ dàng, khi mà các em đều chưa một lần được đến trường để cảm nhận được đầy đủ việc học lớp 1 là như thế nào. Đối với học sinh lớp 1, nếu xây dựng một cái bài giảng để cho sinh động, để tăng cái sự hứng khởi cho học sinh khi tham gia học online, thì đòi hỏi tập thể giáo viên chúng tôi, đặc biệt là học sinh lớp 1, phải đầu tư những cái bài giảng chất lượng để cho các con thấy rằng các con, dù các con không được đến trường, nhưng các con vẫn được có cảm giác như là mình đã được đến trường và các con rất là hứng khởi. Khác với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, tính tự học của học sinh tiểu học chưa cao, nhất là đối với học sinh lớp 1. Khi các trường triển khai học trực tuyến trong thời gian nghỉ học, vì dịch Covid-19, khó khăn sẽ nhiều hơn. Chính vì vậy, để những giờ học như thế này thật sự hiệu quả, thì vai trò của bố mẹ là rất quan trọng. Về góc độ phụ huynh thì chúng tôi ngồi cái việc đi làm mỗi ngày ra thì tối lại thì tranh thủ hỗ trợ cái phần kỹ thuật về mở máy tính cho các con. Còn lại mọi cái việc học tập online thì có cô giáo chủ nhiệm sẽ hướng dẫn và các con sẽ làm theo cái hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm. Thì qua cái hai buổi học online của trường tiểu học Núi Thành cũng như là cô giáo chủ nhiệm lớp thì tôi thấy rằng cái sự hứng khởi và sự vui thích và rất là thích hợp cái mô hình học online này. Thì đó là một cái điều rất là vui đối với phụ huynh khi mà thấy được rằng trong cái khó khăn đó thì cái mô hình này được các em hứng thú và rất là thích thú trong cái việc mô hình học online. Các trường đã rất nỗ lực trong việc đồng hành với các em học sinh trong giai đoạn đầu tiên này. Tuy nhiên, với những phụ huynh không có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hay làm những công việc đặc thù khi phải trực ca kíp mỗi ngày, thì việc học online ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng chúng tôi là những người công tác trong ngành y tế. Chúng tôi có những khoảng thời gian trực ca kíp ở bệnh viện và trong một thời gian dịch chúng tôi còn phải cách ly. Còn chúng tôi có gặp rất nhiều khó khăn nhưng không phải vì thế chúng tôi chùn bước. Chúng tôi rất lo lắng về cái vấn đề học hành của con nhưng chúng tôi cũng phải ủng hộ rất nhiều về cái chính sách học trực tuyến của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng đưa ra. Tại trường tiểu học Núi Thành, để việc dạy học trực tuyến được đảm bảo, ban giám hiệu nhà trường đã phải xây dựng kế hoạch học cụ thể, chi tiết, thường xuyên có những giải pháp gỡ khó cùng các cô giáo để triển khai có hiệu quả chương trình học trực tuyến này. Đối với học sinh lớp 1 thì chúng tôi được ưu tiên nhiều hơn. Mỗi khi giáo viên tương tác với phụ huynh gặp bất kỳ khó khăn nào, chúng tôi hỗ trợ trực tiếp ngay, tháo gỡ từng bước một. Qua 3 tiết các cô tương tác phụ huynh, đến hiện nay chúng tôi có khoảng 90% trên 100% phụ huynh cùng tham gia lớp học trực tuyến cùng với các cô lớp 1. Tuần học đến, chưa được đến trường thì chúng tôi cũng tiếp tục như thế và cũng có lộ trình bài giảng từng tiết một để giáo viên tương tác với học sinh và phụ huynh.
mang đến cho các em một cái phương pháp học một cách thoải mái nhất. Với sự nỗ lực hết mình từ phía nhà trường, thầy cô và phụ huynh học sinh sẽ là tiền đề quan trọng giúp thầy trò cùng vượt khó trong những buổi học đầu tiên này.